trọng kính chào tất cả các bác khách hàng yêu quý của trung tâm điện tử Anh Phương. Một câu hỏi đặt ra là tìm những mua loa gì nó hay, mua loa ở đâu thì nó zin nó xịn. Sáng nay em cũng đón một bác khách hàng cũng sử dụng một đôi loa JB đến muốn đổi loa của anh Phương, nhưng mà khi mở ra thì loa đã bị can thiệp làm lại rồi, cho nên là anh Phương cũng không thể giúp đỡ bác được. Mà cái đôi loa đó bác mua cũng không hề rẻ, và khó khăn hơn nữa là khi mà trao trả cho người mua hàng mà mình đã mua cũng khá khó. Cho nên là hãy tìm đến những đơn vị có uy tín và có thương hiệu để chúng ta lựa chọn những sản phẩm âm thanh tốt nhất. Các bác nghe cái cặp loa này thì nó có đầm thắm không ạ? Nó có đều không? Có dần vùi. Giải bát giải tép của nó có đẳng cấp không ạ? Phải từ trách mình. Nghe loa JB thế này mà mấy ông thần ông ấy bảo là loa mới nó hay hơn cả loa JB. Em đến nó gọi là đậy anh ấy 5-10 phát liền. Chúng ta chơi thì đầu tiên là chúng ta sẽ chơi những dòng loa bãi. Dòng loa bãi thực ra là khi mua chúng ta sẽ được giảm giá thành so với giá trị của nó đến một nửa số tiền. Còn khi nâng cấp cao hơn thì các bác tìm những dòng loa Mỹ nòi để chơi cho nó hợp lý. Đặc biệt là loa JB, đó là một trong những phân khúc loa rất hay. Nó đứng đầu bảng hiện nay trên thị trường. Tiếng của loa JB nó rất ngọt, nghe nó rất là mịn màng và nó rất là dễ nghe, nó không bị sốc, không bị chối, kể cả các bác mở to. Và đặc biệt loa JB nó có hai cái tính năng, vừa nghe nhạc hay vừa hát tốt. Ngày hôm nay các bác đang được sở hữu những cặp loa JBL và được lắng nghe cặp loa JBL với má đời loa 4 số. Đây chính là cặp loa 2215, sử dụng một bát 40 và một thép kèn. Thiết kế thùng vách của nó 40 nhưng rất là gọn, quá đẳng cấp luôn. Anh em chúng ta sử dụng trong bộ cấu hình âm thanh gia đình cũng như là ghép phòng hát những cái của dòng loa này thì quá đẳng cấp. Lời của nó ngọt, tiếng mic sang và tiếng nhạc thì cực mềm mại êm ái, chi tiết. Hiện tại em đang có hai cặp loa JBL 4215 chạc 65, à quên, 2215 chạc 64 95 này. Rất kích thước của loa. Em mở bé đi, các bác cùng quan sát. Con này thùng của nó là thùng gỗ xịn các bạn, bọc sơn sần, cát, đời cao. Và đặc biệt là những cặp loa mà hôm nay về, nó đẹp đến mức độ mà hoàn hảo luôn, không có một vết. Loa rất đều, không chất xẻo, không móp méo. Sơn thì cực đẹp luôn các bạn. Những đôi loa như thế này đặt vào hệ thống âm thanh của mình, trang trí nó cũng nên cái độ sang trọng của dàn máy. Con này nó thiên về chiều sâu, cho nên tiếng bát của nó rất mềm mại êm ái. Kích thước đâu vậy? Em đo kích thước để cho các bác cân đối. Cái thước của nó về chiều sâu của nó là 50. Tiếng bass rất hay. Chiều ngang của con này rất ấn tượng. Loa bass 40, chiều ngang của nó chỉ rơi vào khoảng 42. Và chiều cao của con này cũng khá đẹp, rất hợp lý cho các bác. Chiều cao của con này nó rơi vào khoảng độ 63 phân. Như vậy đây là một trong những kích thước tiêu chuẩn, rất đẹp.
Em nhìn tổng thể của nó rất xinh xắn và rất đẹp. Về cấu hình của loa, các bác quan sát loa thì nhìn cái phân tần nó quá gấu luôn. 2215/95, đời rất cao. Trông cái phân tần của loa Mỹ nó gấu luôn các bạn. Bông tiêu âm của nó này còn mới tinh luôn. Đây là tép của nó, dòng Mỹ nòi. Bát của nó đây các bạn, bát xịn sò luôn các bác nhá. Dòng này đời cao, xương của nó là bằng hợp kim nhôm chứ không phải xương sắt các bác nhá. Đời thấp thì là xương sắt nhưng còn đời cao của nó là xương nhôm. Nhũ hoa của nó này các bác này, cái này chỉ tầm 16-17 thôi các bác, đỏ rực luôn. Mỹ nòi tài phòi, xong này còn nhũ hoa đẹp nữa. Cặp loa này với giá rất hợp lý cho các bác. Có hai cặp thôi, em nghĩ rằng là hai cặp này mà lên sóng với những dàn máy mà lên sóng đẹp như thế này và hay như thế này, em nghĩ rằng là các bác lại chốt nhanh thôi. Có hai cặp em đang giao bán cho các bác giá là 20 triệu đồng tại cửa hàng. 20 triệu đồng một cặp loa 40 của Mỹ nổi. Nó quá đẳng cấp luôn. Quay trả quay cái thùng vách đằng sau này. Con này em thích ở một cái điểm nữa các bác, đố các bác biết cái gì không? Một điểm nó rất hay này như này nhé các bác nhé. Con này đời cao rồi, đời 4 số rồi, loa 4 số rồi. Con này nó hay cái nó đánh được chế độ bi-dai các bác. Nếu mà đánh chép thì chúng ta đánh ở 2+2-. Đánh bát thì chúng ta đánh ở 1+1-. Đây này các bác này. Nếu mà đánh mà chúng ta mà chơi theo cái chế độ bi-dai rất là hay. Nó đánh tách biệt luôn. Thì âm thanh của nó ra còn chất nữa các bạn. Còn đây là đánh full. Đánh được bi-dai thì đương nhiên các bác phải sử dụng 4 kênh thì chúng ta mới đánh được. Thì mới đánh được hai quả. Số máy của anh Phương là 0971998555. Các bác đã được một ngắm một lần nữa cặp loa này. Và ngày hôm nay này về thêm một cặp loa bát 40 của JBL nữa. Đó là cặp loa 115. JBL 115. Hàng thùng vỏ quá đẹp luôn các bác. Nỉ niếc mướt mượt luôn. Đấy. Trông nó đẹp tuyệt vời luôn. Cặp loa này hiện tại đang có giá 14 triệu. Nó đang cũng sử dụng một bát 40, một tép kèn. Một bát 40, một tép kèn. Đấy. Có 14 triệu một đôi loa 40 của Mỹ. Lý do gì mà các bác này đi tìm những đôi loa mới? Mà trong khi đó thì chúng ta biết rằng là loa Mỹ nghe kiểu gì nó cũng hay. Và tiếng của nó thì sắc sảo luôn. Ở dòng loa 40 thì cái bát của nó khẩu độ nó lớn thì nó sẽ thoát âm hơn so với dòng loa bát 30. Trái quay cái hai cái dây xuống đây cái nhỉ. Quánh thử cặp này để cho các bác cùng trải nghiệm cùng nghe. Loa Mỹ thì em về liên tục, ngày nào cũng về các bác. Ngoài ra thì ngày hôm nay anh Phương cùng giới thiệu các bác là thêm một cặp loa EV mới về. Cặp loa EV của Mỹ nòi. Cặp loa này sử dụng bát 30, tép neo. Đây các bác này. Loa này loa Mỹ nòi tài phòi luôn. Loa này thì em không phải bán, bây giờ mới bán các bác, bán nhiều rồi. Một tiếng của con này thì hay lắm. Phân tần nó gấu lắm các bạn. Hai lớp. Đây là lớp mặt trước, còn lớp mặt sau nữa các bạn. Đây. Đây là các bác đang được nghe cặp loa JBL 115. Tiếng nó sạch như này các bạn. Chiều nay riêng bên tôi. Tiếng bát của con này rất hay, rất mạnh. Nghe nó chất thế này các bạn. Giải nào ra giải đấy, lời ca sĩ gió nét nè nẹt luôn. Có 14 triệu rồi các bạn. Đây là cặp loa EV TX1122. Tem này nó là tem mềm các bác nhá. Dòng loa này do đời cao. Anh em chúng ta sử dụng gia đình thì quá đẳng cấp. Con này nó có cái hay của nó riêng. Đó là sử dụng tem neo. Cái thứ hai là nó đánh tiếng bát rất hay.
Con này tiếng bass sâu vời vợi luôn. Electro Void của Mỹ. Trông cái từ này nó đã gớm rồi các bạn. Nhìn nó mượt mà. Hàng zin xịn 100% cho các bác chơi. Đấy. Bass này. Quá nét luôn à. Cũng không có nhiều đâu các bạn. Loa Mỹ rất chất. Như mới luôn. Số máy của anh Phương là 0971998555. Hãy liên lạc với anh Phương để sở hữu ngay những cặp loa Mỹ nòi ngày hôm nay anh Phương giới thiệu. Ngoài ra thì trong nhà anh Phương còn nhiều loa Mỹ lắm. Các bác có thể theo dõi kênh, cũng như là hãy cập nhật ở trên những cái video anh Phương đã đăng ký, đã gửi lên để cho các bác cập nhật những sản phẩm âm thanh tốt nhất với những dòng loa Mỹ thật tuyệt vời. Cặp loa này hiện tại đang có giá là 22 triệu đồng một cặp. Cặp loa này 14 triệu, cặp loa JBL 2215-95 có giá 20 triệu. Và ngày hôm nay thì hôm trước là có cặp loa này. Cặp loa này giá của nó rơi vào 10 triệu. Thì hôm nay lâu lâu rồi. Bác nào gọi em để em bán nhanh cái cặp loa này Bass 40. Dòng loa này anh em mà phòng rộng. Với này anh em làm sự kiện mà đánh với cặp loa Tweet Audio. Cặp loa này hiện tại đang có giá là 9.500.000 đồng. Bán nhanh hôm nay. Coi như là sản phẩm này sẽ là sản phẩm bán gọi là giá gốc cho các bác luôn. Hôm trước này em bán đôi này là 10 triệu và hôm nay là sẽ bán để phát triển kênh. Với điều kiện là các bác phải nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cái video này thì anh Phương sẽ bán cho các bác là giá 9.500.000 đồng. Đôi loa Bass 40 này chỉ bán trong hôm nay các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì gọi sớm cho anh Phương. Xin cảm ơn các bác rất nhiều và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.